Hello, xin chào các bạn. Lại là mình Huy Trần đây. Và ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một cái địa điểm giải trí. Đó là một cái quán pizza được kết hợp với lounge, được trang trí theo phong cách phương Tây. Thì quán này tọa lạc tại địa chỉ là 866 Phạm Văn Đồng. Và giờ mình cùng tới đó thôi nào. Let's go. Quán này thì được trang trí theo tổng cộng là 14 bàn, trong đó là 8 bàn pizza lỗ, 4 bàn pizza phan và 2 bàn pizza ba băng cao cấp. Cái điều mình thích nhất ở đây đó chính là cái không gian rất là rộng và đẹp. Bi và cơ thì được chăm sóc rất là kỹ lưỡng nên còn rất là mới. Ngoài ra thì các bàn pizza ở đây được trang bị hệ thống sưởi cho nên là bi chạy rất là mượt nha các bạn. Và đây là cái khu vực pha chế rượu và cocktail. Cái điều mình không thích nhất ở đây đó chính là cái bảng ghi điểm bằng phấn rất là bụi và dơ. Giờ thì mình sẽ dạt thử dây đường cơ bản nha các bạn.